Look into my eyes, you will see what you mean to me. Shut your heart, shut your soul. And when you find me there, you will shut no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth crying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, it's nothing I want more. You know it's true. Everything I do it for you. Hôm nay là ngày 8 tháng 3. Akira xin hát ca khúc này để gửi tặng đến tất cả các chị em phụ nữ, cũng như là gửi tặng đến các bạn bè trên Facebook, trong WeChat của Akira. Chúc tất cả mọi người sẽ có một ngày 8 tháng 3 thật vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay Akira vừa mới đi mua một số đồ về để làm trong tối nay, để gửi tặng ngày mai. Sáng mai Akira sẽ gửi tặng, thứ nhất là gửi tặng mẹ Akira. Sau đó Akira sẽ làm thêm một số món quà nữa để gửi tặng các bạn trong cái buổi offline họp fan vào ngày 15 tháng 3 năm 2004 sắp tới. Hôm nay là ngày chuẩn bị bước sang ngày 8 rồi. Hôm nay là đang 11 giờ rưỡi khuya của ngày 7, chuẩn bị bước sang ngày 8. Thì hẹn gặp lại tất cả các bạn fan của Akira vào ngày 15 tháng 3. Những món quà đó là do đứt tay Akira làm. Trong đây đó mua về tối nay làm và sẽ gửi tặng cho các bạn nào mà chơi trong cái ngày offline, các bạn chơi với Akira trò chơi, nếu bạn nào thắng Akira sẽ gửi tặng, hoặc là bạn nào bốc thăm may mắn cho Akira sẽ gửi tặng món quà đó. Thôi chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon nha, chúc các bạn. Giờ Akira lái xe về nhà, xong rồi bắt đầu bắt tay vào làm. Rồi, bye bye các bạn nha. Everything I do it for you. Mọi thứ anh có thể làm, anh có thể làm những cái đó vì các bạn. Còn người yêu hả? Người yêu thì làm gì giờ? Nếu có người yêu hả? Người yêu bây giờ làm gì giờ em? Các bạn đang bí mật ai đang ngồi kế Akira đúng không? Người yêu Akira đó. Cho các bạn xem. Không có ai. Akira thường hay những lúc buồn Akira cũng hay tự kỷ, hay đi dạo, lấy xe một mình đi dạo với người yêu của mình. Đây nó, người yêu của mình là vậy thôi đó, thấy khổ không? Thôi chúc các bạn ngủ ngon nha, bye bye các bạn.